Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước các bạn ơi. Hôm nay mình cũng xin chia sẻ cái công việc của mình ngày hôm nay nữa nha. Thì ngày hôm nay là một ngày mưa nữa đó mấy bạn. Thì ngày mưa thì mình cũng không có đi ra vườn được, mình cũng không có làm gì được. Thì ngày hôm nay mình sẽ ở nhà mình chầm lá. Thì mình cũng xin chia sẻ về cái phần chầm lá này. Là nếu như những cái tấm lá của mình chầm được như thế này thì cũng nó cũng mất khá là nhiều thời gian mình mới được vài tấm lá như thế này. Thì bây giờ mình sẽ xin chia sẻ cái phần chầm lá cho mình, mời cô chú anh chị em cùng vào chầm lá với mình của ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, nếu như chúng ta chầm được cái tấm lá như thế này nè mấy bạn, thì mình cũng có khá là nhiều cái thời gian mới chầm được cái tấm lá như thế này nha. Ở quê mình thì cũng có rất là nhiều cô chị và thậm chí có những cái chú đàn ông mà người ta chầm lá rất là đẹp, rất là khéo. Còn mình chầm đây chỉ là chầm rất là đơn giản, mình chầm cũng không có được khéo mà cũng không có được đẹp nữa nha. Nhưng hôm nay mình cũng xin chia sẻ, nếu như cái tấm lá của mình nó cục của mấy bạn, tấm lá của mình nó phục quá mà mình chầm nó không có được những cái chót đuôi như thế này á, thì mình sẽ cặp như thế nào, rồi cái lá của mình nó cứng thì mình sẽ cặp như thế nào, thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ nha. Nếu như cái phần lá của mình nó hơi cục quá thì mình có thể cặp đựng cho cái chót lá của mình nó được có những cái chót hơi dài. Thì cái tấm lá của mình nó cục nè mấy bạn, các bạn nhìn thấy tấm lá nó cục như thế này thì mình có thể là cặp như thế này nha. Mình cặp như thế này đừng mình như mình nối cái đuôi ra cho nó dài. Thì cái phần này mình chỉ xin chia sẻ trong cái phần video mà cho nó hơi vui một tí thôi, chứ có nhiều cô chú mà mấy chị thì chầm khá là đẹp, khá là tốt rồi. Tại vì cái phần chốt đuôi không có cho nên mình phải cặp như thế mấy bạn. Rồi mình sẽ kề nó lên như thế này. Thì cái phần này một lát nữa mình sẽ kề cái miếng khác lên thì nó sẽ mất cái phần này nha, nó đã giấu đi cái phần đó rồi. Thì cái lá mình hơi cục, mình chầm như thế thì nó mới có được cái chót đuôi nó hơi dài nha. Còn như cái lá của mình nó cứng quá mà mình cặp nó nhiều á thì nó bị cứng quá, mình bẻ không có được sát, thì mình sẽ cặp cái kiểu khác. Thì nếu như cái lá của mình nó cứng quá mà mình cặp nó mình bẻ nó hơi khó bẻ thì mình quay cái chót đuôi lại như thế này nha mấy bạn. Mình sẽ cặp như thế này để cho cái phần chót này nó ở trên đây, thì mình cặp nó mình bẻ nó được mềm một chút mình sẽ dễ bẻ hơn.
Vậy mấy bạn có mình vẽ cái đôi lá này, thì cái đôi lá hồi nãy mình cặp đen khúc thì nó đã giấu rồi nha, giấu đi cái phần lá đó rồi. Các bạn nhìn thấy nè, thì cái lá này mình chầm thì nó cũng tốn khá là nhiều thời gian nhưng mà cũng khá là đơn giản các bạn. Thì chầm lá này ai cũng chầm cũng được, mà có thể là chầm đẹp hơn mình và chầm mau và nhanh lẹ hơn mình và đẹp hơn mình nữa. Thì cái này mình cũng xin chia sẻ cái về cái cách chầm lá của mình thôi nha. Thì trong cái video này mình có nói gì sơ sót, còn có làm gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha cô chú anh chị em. Thì mấy bạn ơi, nãy giờ mình cũng đã chầm lá cũng được đôi ba tấm rồi, vậy mình cũng xin nghỉ cái phần chầm lá đó để vào nhà để chế biến cái món ăn để làm bữa cơm chiều ngày hôm nay. Thì ở đây mình có mua cái đầu cá hồi nè mấy bạn, vậy ngày hôm nay mình sẽ chế biến là món cá hồi kho nước dừa nha. Vậy bây giờ mình sẽ đem cái phần cá hồi này ra mình rửa và mình cắt cái từ miếng để mình vào chế biến nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình cũng đã làm xong cái phần cá nha, mình đã rửa, mình cắt miếng này nè mấy bạn, mình cắt miếng như thế này để một lát mình kho xong mình sẽ dễ ăn hơn. Và bây giờ mình cũng đã để một lên đây một cái chảo, và bây giờ mình sẽ xin bắt bếp lên để mình để nước dừa vào mà kho nha mấy bạn. Và bây giờ mình sẽ để cái phần nước dừa này vào cho cái nước dừa của mình nó sôi lên nha. Và bây giờ mình chờ cho cái nước dừa mình nó sôi lên. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái nước của mình nó đã sôi lên rồi nè. Mình đã bắt cái chảo nước sôi rồi nha. Vậy mình sẽ để cái phần cá vào, mình cũng đã ướp rồi nè mấy bạn. Mình sẽ để cái phần cá nó vào nha. Vậy bây giờ mình để nước như thế này thì mấy bạn thấy có thể là hơi ít một chút, nhưng mà nếu như mình kho một lát nữa cho nó thấm gia vị vào trong cái miếng cá đi. Nếu như mình thấy ít thì mình sẽ để thêm cái phần nước dừa thêm. Còn nếu như mình thấy nó vừa đủ thì thôi nha mấy bạn. Thì cái phần ướp thì mình cũng không có chia sẻ, tại vì cái phần cá mà thì kho thì ai kho cũng được mà cũng khá là ngon hơn mình đó đó. Nhưng mà tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nha mấy bạn. Cho nên mình không có chia sẻ cái lúc ướp nha. Cái phần ướp thì khá đơn giản, mình tin rằng cô chú anh chị em là kho thì có thể là ngon hơn mình. Cho nên mình không có chia cái phần ướp. Vậy bây giờ mình chờ cho nó sôi lên và mình vớt bọt nha mấy bạn. Vì mấy bạn ơi biết sao không, thì ngày hôm nay á, mình xin nói nhỏ một tí xíu nha. Ngày hôm nay á, thì mẹ mình và thằng bé coi cải lương ở trên phía trên á, cho nên là nó hơi ồn ào nha mấy bạn. Có gì sơ sót mong cô chú anh chị em thông cảm bỏ qua cho mình nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã kho xong cái phần cá hồi của mình, nó đã chín như thế này rồi nha. Nước của nó cũng vừa ăn như thế này rồi. Vậy mình sẽ để hành và ớt vào nha mấy bạn. Thì mình bây giờ mình có hành lá và ớt, thì mình sẽ để hết cái phần hành lá và ớt này vào. Thì như thế mình để hành lá và ớt vào đó mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình múc ra để ăn cơm nha. Thì mấy bạn ơi, mình cũng chuẩn bị một cái dĩa để mình lấy cá ra nha mấy bạn. Mình có chuẩn bị một cái dĩa thì mình sẽ múc cá này ra. Mấy bạn nhìn thấy nó cũng khá là ngon nha mấy bạn. Mùi thơm nó cũng khá là thơm luôn mấy bạn ơi. Món cá hồi này kho ăn rất là bắt cơm nha mấy bạn. Mà cái đầu cá hồi mình nấu canh chua ăn cũng khá là ngon luôn. Để hôm nào mình sẽ nấu món canh chua đầu cá hồi nha mấy bạn. Thì bây giờ mình đã múc xong cái phần cá hồi kho của mình rồi nè mấy bạn. Vậy bây giờ mình mời mấy bạn vào ăn cơm với gia đình mình. Thì các bạn ơi, mình đã làm xong cái món là cá hồi kho nước dừa rồi nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy cái dĩa cá hồi của mình cũng khá là bắt mắt và mùi thơm nó cũng khá là thơm nha. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào ăn cơm với gia đình mình. Rồi mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình có cái gì sơ sót thì cũng mong
cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký và nhớ nhấn vào cái chuông để đón xem những cái video mới của mình. Và mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Bye bye, chào tạm biệt cô chú anh chị em mình nha.